Ok, chúng ta cùng tiếp tục đi cái bài 1 phần 2 và đây cũng là phần cuối cùng của bài 1. Chúng ta cùng xem bài khóa 3 nhé. Khởi san. Nào, chúng ta cùng lựa chọn những cái từ dưới đây sao cho nó đúng với lại lựa chọn những từ với các bức tranh sau nhé. Chúng ta có một là tráo chí. Tráo chí là bức tranh gì nhỉ? Bức tranh E rồi là số 2, tiên não yếu xỉ là bức tranh B tôi là hào bức tranh số 3 là phủ xí bức tranh nào nhỉ? D tôi là hào tiếp theo chúng ta có tả soạn. Tả soạn là gì nhỉ? Dự định như vậy là chúng ta có bức tranh F đây hào sổ yeah. Sổ yeah là bức tranh nào nhỉ? Bức tranh A tôi là hào chúng ta có châu mộ là bức tranh C tôi là hào hẳn hào. Tiếp theo là của mình khan chứ sử Trung Quốc ở đi thủ bản đồ Trung Quốc chúng ta có Nam Phương là sự chiến ta là Nam Phương và Bắc Phương thầy đã ở Trung Quốc rất là nhiều năm 10 năm rồi tuy nhiên là cũng chưa hết đi hết Trung Quốc Bắc Phương rất là rộng lớn đúng không? Chỉ đi một số những cái tỉnh và sống ở một số những cái tỉnh ở miền Nam Trung Quốc ví dụ như là Quảng Tây Vân Nam hay là ở Thành Đô thầy cũng đã từng sống ở những cái nơi như thế. Còn Trung Quốc rộng lớn quá không thể nào mà đi hết được. Ok. Nếu có cơ hội thì sẽ đi nhiều nơi hơn nữa, nhất là ở Tây Tạng. Rất mong là có một chuyến đi Tây Tạng. Thực ra là đã có những lần đặt chân gần đến đất Tạng rồi, Lệ Giang, Sangila gần đất Tạng rồi. Hy vọng là sau này có cơ hội sẽ được đi Tây Tạng. Ok. Hào, tiếp theo chúng ta có sứ hậu. Sứ hậu nó chỉ vào một cái khoảng thời gian, một cái khoảng thời gian nào đó, đúng không? Thường là nó hay có cấu trúc là cái gì cái tờ sứ hậu. Ví dụ như là sứ hậu, ví dụ như nì sứ hậu chuy Mỹ Quốc lưu yếu. Tức là khi nào, sứ hậu là khi nào á, khi nào bạn chuy Mỹ Quốc lưu yếu, đi du lịch ở Mỹ. Đi Mỹ du lịch đúng không? Hả? Chúng ta mình nhén cho cơ sở hậu chỉ hả? Mình nhén cho cơ sở hậu chỉ là làm sao? Vào cái thời gian này sang năm đúng không? Mình nhén cho cơ sở hậu chỉ vào thời gian này sang năm là tôi sẽ đi. Hả? Chúng ta có tờ sở hậu ví dụ như Xuân thiên tờ sở hậu Nam phương Chính trang xa yu hả? Xuân thiên tờ sở hậu tức là vào mùa xuân hả? Nam phương Chính trang xa yu miền Nam thì thường là có mưa. Hả? Chúng ta có Sang xa ban tờ sở hậu Chợ theo lụ phi thường tủ tủ tức là tắt đường á sang sang chúng ta có sang xa ban tập sự hậu tức là vào cái lúc là tan làm ấy, đi làm lúc đi làm và lúc tan làm ấy cái con đường này chưa theo lụ con đường này làm sao rất là tắc đó của tại Mỹ Quốc tập sự hậu mấy ở mãi chưa chu mẫn thừa bìa bù phong biển bù phong biển. Khi mà tôi ở Mỹ thì không có mua xe khi mà đi ra ngoài thì rất là không thuận tiện phương tiện có thuận tiện tiếp theo nhá các em thử dừng video lại và hoàn thành cho thầy nhá chúng ta có gì thì nhá chúng ta có gì đây nhỉ chúng ta có từ số yếu xị là trò chơi chỗ yệ là bài tập Nam phương là miền Nam và chúng ta có sứ họ thử dừng lại và hoàn thành nhé. Chúng ta có nhì chín thiên sớm gì sớm sứ hậu tuổi là sớm sứ hậu dầu không khi nào có khi nào có thời gian để khi nào rảnh muốn chẳng chuyện khan nhỉ tôi muốn đi thăm bạn đó nhì xỉa quán chỗ yê là mà xỉa quán thì chắc chắn là sẽ là chỗ yê rồi đúng bài tập đúng không bía quán đừng có chơi làm sao bía quán yếu xì là đừng có chơi điện tử nữa khoai chị suy chọn mau mau đi ngủ đi đó nhìn sự bảy phương nhân mà bạn là người miền miền Bắc à bố sự của sự sao mà tôi là Nam phương nhân tôi là người miền Nam không phải người miền Bắc ok các em thử nghe một một lần về cái bài khóa. 下个月我去旅游。你能跟我一起去吗？我还没想好呢，你觉得哪儿最好玩？
南方啊，我们去年就是这个时候去的。南方太热了，北方好一些，不冷也不热。Nếu mà các em nghe một lần chưa hiểu thì chúng ta có thể nghe lại lần 2, lần 3 nhé, để nắm bắt được cái nội dung chính của nó. Nào, học, chúng ta cùng đi xem bài khóa nào. À, bài khóa giữa Tiểu Lệ và Tiểu Cương nói chuyện với nhau. Tiểu Lệ nó là gì nhỉ? Xa cơ yue wo qu liyou. Nhì nâng gân wo yi qi qu ma? Ồ, thay học là. Tốt quá. Học, à, wo hai mấy xiang hào nè. Nhì chứa đợi nở, zui hào wán. À, Nam phương à, chúng ta năm ngoái cũng là lúc đó đi. Nam phương quá nóng rồi, Bắc phương tốt hơn, không lạnh cũng không nóng. À, chúng ta cùng xem bài khóa này nhé. Tiểu Lệ nói là, "Xa cái yue wo qu liyou", tức là "Xa cái yue" là tháng sau, "wo qu liyou", tôi đi du lịch. "Nì neng gen wo yi qi qu ma?" Anh có thể đi cùng em được không? Ok. Chắc chắn rồi. Hạo Tiểu Cương nói là gì nhỉ? Ủa hai mấy sáng hảo nè. À, tôi vẫn anh vẫn chưa nghĩ xong nghĩ ra là đi đâu đúng không? Nhì chưa hết đó. Nó suy hảo quá. Em cảm em thấy là ở đâu là đi là thích nhất đúng không? Chơi vui nhất. À, Nam phương à, miền Nam đúng không? Chúng ta năm ngoái就是这个时候去的. Chúng ta năm tức là năm ngoái chiêu sư cho cửa sở hậu chính là vào cái thời gian này đi đó à, chính là cái vào thời gian này năm ngoái chúng ta đi đó à, Nam phong thay rửa là miền Nam thì sao nóng quá thay sao mà lợ thay cộng với tính từ cộng với lợ nóng quá Bắc phong hào y xie tức là miền Bắc thì tốt hơn tức là đỡ nóng hơn ấy. Ý kiểu cơ của nó là như vậy bu lợ dạ bu rửa không nó à, không lạnh cũng không nóng. Ừ, không nóng không lạnh đúng không? À, vậy thì nội dung bài khóa chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta đi xem là phán đoán đúng sai nhé. Chúng ta có Xiao Li xa cơ yue yao qu liyou, đúng không? Đúng, ta xa cơ yue yao qu liyou. Chúng ta có là Xiao Li, câu số 2, Xiao Li xiang qu nan fang, Xiao Gang xiang qu bei fang, đúng không? Đúng, Xiao Gang xiang qu bei fang. 这个时候，北方比南方热，对不对？错，这个时候是南方比北方热。好，接下来呢，啊，该不用讲了，搞好就对呢。这个啊，告诉我了，小丽下个月有什么打算？有什么打算？啊，对。他怎么了？下个月小丽要去旅游，啊，唐少提丢来目的之类。小刚打算跟小丽一起去吗？他还没想好呢，他还没想好呢，啊，好，小丽觉得哪儿最好玩？他是什么时候去的？啊，他觉得。南方最好玩哦，这个南打错了啊，不是这个南啊。好，去年这个时候他去过。小刚觉得哪儿最好玩？为什么？他觉得北方好一些，不冷也不热。南方太热了，闽南人家冷寒。Chúng ta các em cùng hoàn thành bài khóa cho thầy nhá. Chúng ta có Xiao Li nó là gì nhỉ? Ok, 下个月 tháng sau 我 什么? 去旅游 tháng sau tôi đi du lịch, em đi du lịch đúng không? 你 能跟我一起去吗?你能跟我一起去吗?啊,我还没怎么了?想好呢,你觉得哪最好玩？对，啊，丢嘞，那这个怎样？南方啊，我们去年就是这个时候去的。什么什么什么太什么什么啊？南方太热了，闽南南瓜啊，北方好一些，不冷也不热。OK, thầy tin là các em đều nắm được bài nội dung bài khóa và học thuộc nó rồi nhé.
Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài khóa số 4, cơ vấn 4. Đó. Chúng ta có 你去过什么地方? 那你想去中国的哪旅游? Các bạn suy nghĩ và trả lời cho thầy nhé. Các bạn có thể để lại dưới bình luận nhé. Muốn thầy đi du lịch ở đâu? Ok. Tiếp theo chúng ta có 面包. 面包 là gì nhỉ? Bánh mì, tôi là miền bao. Hào, chúng ta có tài. Tài là mang theo. Ví dụ như mang theo tiền, tài chén, mang tiền. Hào. Tiếp theo chúng ta có tỷ thú. Tôi, tỷ thú là bản đồ. Ví dụ như là tài tỷ thú, mang bản đồ, mang theo bản đồ. Hào. Tiếp theo chúng ta có từ ban. Ban là chuyển, ví dụ như chuyển nhà đấy, chúng ta nói ban gia, chuyển nhà. Ok, tiếp theo nào, từ đầu tiên là gì nhỉ? Chúng ta có từ đầu tiên là gì nhỉ? Tôi miễn bao là gì? Bánh mì. Tôi thứ hai là gì? Địa thủ. Tôi là bản đồ. Tiếp theo ban. Tôi chuyển do thảo. Chúng ta có tại. Cuối cùng là tại, mang theo. Đấy, chúng ta xem cái tài ha, ví dụ tài su là gì? Mang theo gì? Mang theo sách, đúng không? Chúng ta có tài su. Chúng ta có tài chén là mang theo tiền ha. Tua tài tiền chén, mang nhiều tiền thì em xíu, đúng không? Có nghĩa sảo tài tức là mang ít, mang ít rồi ha. Ví dụ như sảo tài y tiền tông xỉ, mang ít đồ rồi. Như vậy là tại là mang và chúng ta có không mang theo là gì? Mấy tại. Ví dụ như của mấy tại sầu chi, ví dụ như ăn xong mà bỏ thanh toán thì của mấy tại sầu chi, đúng không? Ở Trung Quốc thì mọi cái thanh toán thì bây giờ dùng bằng điện thoại hết rồi, dùng qua app hết rồi, dùng qua WeChat hoặc là Chư Phụ Bảo hết rồi, đúng không? Ăn xong rồi của mấy tài sầu chi, thế thì làm sao thanh toán được? Rất ít khi nhìn thấy tiền mặt nha. Ở Trung Quốc bây giờ ít nhìn thấy tiền mặt lắm. Ví dụ như là đi ra ngoài chợ mua cái rau cỏ hay là hoa quả cũng không cần mang theo tiền mặt nữa rồi. Thế okay. Chúng ta có từ ban hả? Ví dụ như là chuyển, chuyển dọn. Ví dụ ban chua sự là gì? Dọn cái bàn, chuyển cái bàn này qua đâu đó hả? Chúng ta có ban chua sự hả? Ví dụ như ban nhỉ sự là chuyển cái ghế, đúng không? Ban gia là chuyển nhà, dọn chuyển nhà đó. Ví dụ như của xa cờ xin chi ban gia, tôi làm sao? Tôi xa cờ xin chi là tuần sau chuyển nhà. Ok, đến giúp tôi nhé. Tiếp theo chúng ta có ban. Ở đây là hình ảnh về ban là chuyển, dọn, đúng không? Chúng ta sẽ phân biệt với từ thí. Thí là sách. Ví dụ như hình ảnh cái cô này đang xách một cái vali rất là to ha. Ná thì là cầm, rõ ràng rồi. Chúng ta cùng xem từ ban nhá, nó đều liên quan đến, ví dụ bộ đằng trước này, bộ tay gậy, đúng không? Bộ đằng trước này với lại cái bộ này với lại chữ này, chữ sỏ, nó đều liên quan đến tay của chúng ta, đúng không? Ví dụ như chúng tôi dự định là ngày mai sẽ chuyển nhà. Ha, 这么重的东西 你一只手怎么提? Tức là 这么重的东西 你一只手怎么提? 这份文件你能帮我拿给小丽吗? Ok, cái văn kiện này bạn có thể là giúp tôi cầm cho Tiểu Lệ được không? Ok, nói cái xảo đi. Tiếp theo nhá, các em thử hoàn thành xem nhá. Câu số 1 là chính nì băng wǒ shěme shěme. Cái này là gì nhỉ? Tôi ná yí xiā. Hào, chính nì băng wǒ bán yí xiā. Tôi là, hào, chính nì băng, chính nì băng wǒ shěme à? Thí yí xiā. Giúp sách giúp tôi một xíu, đúng không? Thí. Học, các em cùng nghe bài khóa, nghe bài khóa và phán đoán đúng sai nhé. Chúng ta cùng xem câu hỏi, câu số 1 đó này. Xiao Li và Xiao Gang chuẩn bị 一起去旅游, đúng không?
Tiểu Lệ và Tiểu Cương chuẩn bị là đi du lịch cùng nhau có phải không nhỉ? Họ lại chúng ta nghe và các em trả lời giúp thầy nhé. Họ Xiao Cang chuyển tới chữ yếu có thể sáu tại chỉ trên y phục tôi mà Tiểu Cương có nghĩ là đi du lịch ấy, có thể bớt mang vài bộ quần áo ấy, có đúng hay không? Các em cùng nghe bài nhé.水果、面包、茶都准备好了，我们还带什么？手机、电脑、地图，一个也不能少。这些我昨天下午就准备好了。再多带几件衣服吧。我们是去旅游，不是搬家，还是少带一些吧。OK, vậy thì các em thử phán đoán xem nào. À, câu số 1 là Xiao Li và Xiao Cang chuẩn bị y chỉ chu lý yếu, đúng mà? Đúng, thầm mình chuẩn bị y chỉ chu lý yếu. Xiao Cang chế đỡ lý chu lý yếu, có ý sáu đại chỉ chen y phụ, đúng mà? Đúng. À, chúng ta cùng xem bài hóa nhá. Chúng ta có Xiao Cang và hồ thoại giữa Tiểu Cương và Tiểu Lệ nói chuyện với nhau. Xiao Cang nói là gì nhỉ? Họ suối của miền bào trà đâu chuẩn bị hảo là của mình hãy tại sống hoa quả bánh mì và trà đều chuẩn bị xong rồi chúng ta còn cần mang gì nữa không họ suối của miền bào trà đâu chuẩn bị hảo là của mình hãy tại sống họ sầu chi tiền nào đi thủ ý cơ dễ bù nấng sỏ điện thoại máy tính bản đồ một cái cũng không thể thiếu tức là không thể thiếu được những cái thứ này không thể thiếu được điện thoại máy tính bản đồ ok chuẩn bị好了 tức là những cái thứ này thì em làm sao chủ thiên xa ủ là chiều hôm qua đã chuẩn bị xong rồi đây là Tiểu Cương nói tức là anh đã chuẩn bị từ chiều hôm qua rồi Zài tua tài chỉ chen y phủ bà Zài ở đây là nữa tức là mang nữa mang thêm làm sao mấy cái bộ quần áo nữa con gái mà đúng không đi đâu cũng đầy vali wǒ men shì qù lǚ yǒu bú shì bān jiā hái shì shǎo dài yī xiē bà chúng ta đi du lịch chứ không phải đi dọn nhà tốt nhất là mang bớt bớt thôi đúng không ok vậy thì các bạn nữ các bạn có giống như Xiao Li không nhỉ không biết là đi du lịch các bạn có mang đầy một vali quần áo không ok chúng ta cùng xem nhá các em cùng hoàn thành cho thầy nhé thử dừng lại video và hoàn thành cho thầy nhé chúng ta có từ xí họ mấy xí tả soạn và chuyện y phủ tâu sao mà tôi xí hảo là mà đã rửa xong chưa của ý chuyện nhẹ mấy xỉ tôi có ý chuyện nhẹ mấy xỉ nì sống mà sử hậu xỉ của tả soạn chinh thiên xa vũ xỉ quần áo đã ra xong chưa tôi làm sao một cái cũng không vẫn chưa giặt tức là chưa giặt cái nào cả thế thì bao giờ bạn mới giặt tôi định là chiều nay sẽ giặt tiếp theo nha chúng ta có bù chư là không ăn tại là mang y tiểu ví dụ nhé xiao cẩu sẩm mấy chư phản con chó tại sao mà nó không ăn cơm đúng không của tờ cẩu sơn bình là chó của tôi nó bị ốm đúng không hảo chị ạ y tiểu phản dễ bù chư một chút cơm cũng không ăn tức là nó chả ăn cái gì cả hảo nào tại nhì tờ cầu chú y viện bà là mang con chó đi viện hảo bà ok mấy cái dòng này đi viện còn tốn hơn cả người luôn ok hả ngày trước thầy cũng ở bên Trung Quốc đã có nuôi một con chó đúng không đi viện rất là tốn kém vào đấy chụp x quang các kiểu ui dồi ôi kinh khủng luôn như người luôn ok chúng ta xem nào chúng ta cũng có y tiểu ban bú lệ và nà wǒ men xiu xì yí xiā zài shí ma ban đuì là xiu xì yí xiā zài
Bạn bạn chúng ta nghỉ một lát thì về thì tí nữa lại chuyển tiếp đúng không? Mấy quái chị của y tỉa dẻ cú lệ, khẳng định là tôi một chút cũng không, tôi chẳng mệt tí gì cả, tôi không có mệt đúng không? À, nào của mình bạn bạn vậy thì chúng ta chuyển tiếp đi. À, họ, ok. Tiếp theo chúng ta có từ tại là mang theo và mãi họ. Nhi sớm mà sử hậu khuấy cha khi nào bạn về nhà. Ủa hải mấy mãi họ phê chi phèo nữa. Tôi vẫn chưa mua được làm sao. Phê chi phèo về máy bay. Nhi chưa tạo chạy nó mãi. Chạy nó mãi mà. Mãi phèo mà. À, bạn có biết là mua vé ở đâu không? Chưa tạo ủa. Tại nhi ý chỉ chư bạn. À, tôi làm sao? Đưa à, tôi đưa bạn à, đi nhé. Thay họ là chia sẻ là tôi đưa bạn đưa bạn cùng đi. Ok, vậy là bài 1 chúng ta đã kết thúc ở đây. À, nếu các em cảm thấy kênh của thầy hữu ích thì hãy nhớ ấn like, share và nhớ đăng ký kênh cho thầy nhé. À, chào tất cả các em, thông xuyên men, xài chuyện.